luôn đi, chạy chạy nha. Thôi đâu biết nữa. Mùa dịch này cho nên mình bán mang đi để hỗ trợ những cái người khó khăn á. Trong mùa dịch này khó để làm ăn, để kiếm tiền cho nên họ có thể đến đây để có bữa cơm. Về coi như đâu có đủ khả năng để ăn mấy chục ngàn, thì cô đi lại đây mua cơm về ăn. Làm có 2 giờ à, làm có 2 tiếng à, cô sức khỏe cũng yếu rồi, làm 2 tiếng à, được 50. Rồi cô lại đây mua cơm ăn. Xe ôm là biết tới ăn nhiều lắm, tại xe ôm này thu nhập thấp lắm. Nhà có quán cơm này mà những người lao động mới có đỡ nhiều chi phí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.